Chương 13. Sau khi bị Ngô Sư Gia kiếm chuyện gây gổ, ai cũng cho rằng Ngọc Lâm buồn phiền lắm, nhất là Giác chúng thấy ân hận vô cùng, bởi thế đích thân không tiện đến thăm hỏi, song nàng luôn luôn cho người đến an ủi thầy. Nhưng họ đã nghĩ lầm, Ngọc Lâm vẫn vui vẻ như thường và thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, Giác chúng thấy thế cũng yên lòng. Một hôm, về buổi chiều, Thúy Hồng Vân lệnh Giác chúng đến thăm Ngọc Lâm. Ngọc Lâm nói với nàng, người tu học Phật Pháp, cần nhất là phải biết rõ mình, hoàn toàn làm chủ lấy mình, đừng để ngoại cảnh chi phối. Trên đời này không có gì tuyệt đối cả, chúng ta đừng để những cái không đâu làm rối trí ta. Nếu người khác nói một vài câu khen ta thì ta vui, họ có chê ta mấy lời thì ta buồn, xị mặt ra. Cuộc sống của ta như thế là hoàn toàn trong tay người khác, họ muốn ta vui thì họ khen ta vài câu, nếu họ muốn ta buồn thì họ chê ta mấy lời, như vậy là ta trở thành đồ chơi trong tay họ. Cho nên, người tu Phật chỉ cần làm lợi cho người, bất chấp sự khen, chê, vinh, nhục của chính mình. Thúy Hồng, nhờ cô chuyển lời của tôi nói với Giác chúng đừng bận tâm về việc Ngô Sư Gia. Mấy năm gần đây, Ngọc Lâm được thấy tình đời biến ảo, thầy lại càng thâm hiểu Phật Pháp. Đối với việc thế gian, thầy đã có một nhân sinh quan như thế, thật cũng đã tiến bộ rất nhiều. Bạch thầy, Ngô Sư Gia là người xấu bụng nhất trong tướng phủ. Ông ta dựa vào lòng tin yêu của tể tướng thường làm mưa làm gió, chúng tôi đã chịu không biết bao nhiêu ưng. Ngọc Lâm cắt ngang lời Thúy Hồng, cô đừng nói thế, Ngô Sư Gia không phải là người xấu như cô tưởng đâu. Tôi thấy ông không những không phải là người xấu mà ông ấy là người thẳng thắn. Thẳng thắn? Ông ta là người rất nhiều quỷ kế, đâu có xứng đáng với danh từ đó. Ông ta đã không bằng lòng ai thì người ấy phải khốn đốn. Thúy Hồng đứng cạnh chiếc bàn trước mặt Ngọc Lâm, vừa nói vừa nhíu mày. Cô không ưa vấn đề Ngô Sư Gia đưa ra để thảo luận với tôi thì cho ông ấy là người không tốt, chứ thật ông ấy là người rất tốt, ông nghĩ thế nào thì nói thế. Trời ơi, ông ta mà là người tốt thì trên đời này không biết thế nào mới là người xấu. Thúy Hồng vẫn không chịu, hỏi lại. Tôi thấy ở đời này không có ai là người xấu cả, hết thảy đều là bạn tốt của ta. Thế giặc cướp, thổ phỉ và những kẻ sát nhân đều là người tốt cả. Giặc cướp, thổ phỉ và những người sát nhân đều có nỗi khổ tâm riêng của họ, vì hoàn cảnh mà bất đắc dĩ họ phải nhúng tay vào tội ác. Vả lại, người làm ác và xấu xa cũng là tấm gương sáng cho chúng ta đừng bắt chước hành vi của họ. Bởi thế ai cũng là thầy, là bạn tốt chứ không phải là kẻ địch của ta. Dù có là kẻ địch chăng nữa, ta cũng cứ coi họ như người bạn tốt, không nên cho họ là người xấu. Trước kia, tôi cũng đã hiểu lầm sư huynh Ngọc Lam tôi chỉ nhìn bề ngoài để phán đoán sư huynh, nhưng kỳ thực, người hơn chúng ta trăm nghìn lần, cho nên tôi thường hối hận việc đó. Thầy nói gì mà tôi chẳng hiểu chi hết, chỉ biết Ngô Sư Gia là một người tồi, nếu thầy không cẩn thận, có khi ông ta mắng cả thầy. Thúy Hồng vẫn không thay đổi ý kiến của nàng, mắng tôi cũng không sao, chỉ cần ông ấy đừng đánh tôi là được. Thậm chí ông ta có thể đánh thầy. Đánh cũng không hề gì, miễn ông ấy không giết tôi là được. Tuy ông ta không dám đánh chết thầy, song ông ta có thể bày mưu giết thầy. Giọng Thúy Hồng nghiêm trọng. Chết cũng được, người ta ai cũng có một lần. Ngọc Lâm vẫn thung dung thanh thản, thầy nhìn đời cũng như người gỗ ngắm chim hoa, không gì có thể làm thầy nào núng động tâm. Thúy Hồng yên lặng, nàng có cảm giác Ngọc Lâm là một người kỳ diệu, lời nói và việc làm của thầy hoàn toàn khác với người đời. Họ yên lặng trong một lúc. Tay Ngọc Lâm cầm chuỗi tràng, mồm lẩm nhẩm niệm danh hiệu Phật. Đó là một gian nhà thờ Phật rất trang nghiêm, dành riêng cho Ngọc Lâm ngồi xem kinh và niệm Phật. Sau gian nhà đó là phòng ngủ của Ngọc Lâm, bày biện rất lộng lẫy, sang trọng, vừa gọn gàng tinh khiết và không thiếu một thứ cần dùng nào. Song Ngọc Lâm đối với các thứ ấy vẫn dửng dưng, không hề ham đắm. Thầy chỉ mong có cơ hội thoát ly được chỗ này càng sớm càng hay, vì thầy tự nghĩ nếu hưởng thụ vật chất quen rồi, thường sẽ bị vật chất trói buộc. Từ hôm bị Ngô Sư Gia làm phiền, lòng thầy không hề oán giận, thầy càng gia công niệm Phật, thầy không trách ai, chỉ cho đó là tại thầy ít phúc, bởi thế thầy luôn luôn quỳ trước bàn Phật sám hối để cầu phúc cho mọi người. Mỗi khi lễ Phật, hình ảnh của sư huynh Ngọc Lâm lại hiện ra trong đầu óc Ngọc Lâm, lúc ấy thầy có cảm tưởng khi người ta tự do, siêu thoát được đến mức ấy mới thật hiểu ý nghĩa của con người. Hoa đào đẹp nhưng chẳng bao lâu sẽ tàn tạ, vàng bạc quý song không thể mua được tuổi thanh xuân, vạn vật chuyển biến không ngừng, sự sống chết vô thường không ai tránh khỏi. Ngọc Lâm đã thâm hiểu lẽ ấy nên thầy chẳng bận tâm đến việc khen chê của người đời hoặc oán trách Ngô Sư Gia. Sau khi niệm Phật một hồi, Ngọc Lâm cất tiếng hỏi Thúy Hồng để phá tan sự yên lặng giữa hai người. Sao cô không đi làm việc đi, Thúy Hồng? Tôi chả có việc gì làm cả, tiểu thư sợ những người mới đến không quen việc nên cho tôi hầu thầy, hơn nữa sợ thầy ngồi một mình vắng vẻ không có ai để nói chuyện. Đời người còn bao nhiêu việc, sợ làm không kịp chứ có thì giờ đâu mà để ý đến sự vắng vẻ. Thật vậy, ai cũng tưởng Ngọc Lâm nhàn hạ lắm nhưng thực thì lúc nào thầy cũng vội vàng, nhất là ở chùa Sùng Ân, lúc mọi người đang ngon giấc thì thầy đã phải dậy thắp đèn hương,
lấy nước cúng, rồi đánh hiệu. Buổi tối, khi mọi người đã đi ngủ thì thầy còn phải xem cửa ngõ, tắt đèn nến. Hơn nữa thầy lại là người có chí cầu tiến, cố gắng trau dồi trí tuệ, nên ngoài công việc thường nhật ra, thầy lại đọc kinh, xem sách, không còn thì giờ để nói chuyện. Bạch thầy, tôi thật không hiểu tại sao tình cảm thầy có thể lại bình tĩnh như thế. Dứt lời, Thúy Hồng đi ra mở cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời xanh biếc, mấy đám mây trắng đục đang lững lờ trôi qua. Khi thấy Thúy Hồng mở cửa sổ, Ngọc Lâm đưa mắt nhìn theo thầy, thấy phía ngoài cửa một bóng người lướt nhanh nhưng thầy không chú ý. Thầy khẽ nói với Thúy Hồng: tôi cũng rất mong làm sao giữ cho tình cảm của mình luôn luôn bình tĩnh, khốn nổi tôi chưa phải là thánh thần gì, cho nên đôi khi cũng rất kích động. Cũng như bầu trời xanh biếc ngoài kia, nếu một trận cuồng phong thổi tới thì chắc mây đen sẽ kéo lên ùn ùn. Nếu ta có thể nhận định sự vật một cách sáng suốt, đừng để cho si mê che lấp, hiểu rõ rằng sự vật trên đời này đều là vô thường, giả dối như trò ảo thuật, thì tất nhiên ta không còn bị kích động nữa. Thúy Hồng tỏ vẻ thẹn thò: bạch thầy, mỗi lần thầy nói đều khiến cho người nghe phải cảm động, thảo nào mà tiểu thư đã hăng hái vứt bỏ hết để đi tu, cũng chỉ vì thâm cảm nhân cách của thầy. Thầy xem tôi có phúc duyên như tiểu thư, nghĩa là có thể xuất gia được không? Tại sao cô cũng có ý nghĩ ấy? Ngọc Lâm ngạc nhiên hỏi: vì thầy không muốn người ta hiểu ý nghĩa xuất gia một cách hồ đồ và coi việc xuất gia quá dễ dãi. Nghĩ đến tiểu thư còn có thể vứt bỏ hết vinh hoa phú quý nữa là chúng tôi, những người tầm thường còn có gì đáng lưu luyến trên cõi đời tạm bợ này. Luật pháp nhà Thanh không cho phép người ta tự ý xuất gia mà phải qua một kỳ khảo thí và nhà vua chuẩn y mới được. Cô không bì được với tiểu thư, cô đừng nghĩ thế. Giả sử cô đã hiểu được lẽ vô thường ở đời mà muốn học Phật thì không nhất định cứ xuất gia mới là học Phật. Ngọc Lâm vừa nói đến đấy thì ngoài cửa thoáng có bóng người, Thúy Hồng nhìn ra kinh ngạc, tiếp đó bóng người tiến vào, tưởng là ai, hóa ra Ngô sư gia. Vẻ đẹp của Thúy Hồng rất lạ lướt, tươi thắm như một bông sen vừa nhô lên khỏi mặt nước, nhưng lúc thấy Ngô sư gia nàng bỗng thất sắc, nàng sợ ông ta đã nghe thấy những lời của nàng dị nghị vừa rồi. Song Ngọc Lâm vẫn cứ điềm nhiên. Sau khi bước vào phòng, Ngô sư gia đưa đôi mắt cú vọ nhìn một lượt, rồi lẳng lặng bước ra. Thấy Ngô sư gia đã đi xa, Thúy Hồng mới nói: bạch thầy, làm thế nào được? Có lẽ ông ta nghe rõ những lời tôi nói về ông ta. Chính ra sau lưng không nên nói xấu người khác, lần sau cô đừng làm thế. Hiện giờ cô đừng sợ, nếu ông ấy hỏi thì cô cứ bảo là tôi nói chứ không phải cô, như thế ông ấy sẽ không làm gì cô. Đâu được à, ông ta nghe rõ tiếng của tôi mà. Cô có thể nói với ông ấy là vì tôi hỏi nên bất đắc dĩ cô phải nói. Ngọc Lâm rất vui lòng chịu lỗi thay cho Thúy Hồng. Thế cũng không xong, tôi không thể để thầy vì tôi mà chịu sự khiển trách của Ngô sư gia. Điều đó không hề chi. Cô phải ở đây luôn luôn, không nên gây oán với ông ấy. Còn tôi chỉ ở một hai ngày nữa rồi đi. Một khi tôi đã đi thì ông ấy cũng sẽ không giận tôi nữa. Lúc đó mấy nén hương trước bàn Phật đã cháy hết. Ngọc Lâm bước xuống rồi lấy ba nén hương khác thắp lên. Từ mấy nén hương mới thắp một làn khói bốn lên rồi tỏa ra trong gian Phật đường và tan hòa vào bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh. Lời nói của Ngọc Lâm vẫn không xua đuổi được sự sợ hãi và lo lắng trong lòng Thúy Hồng. Sau nàng quá xúc động vì lòng từ bi vị tha của Ngọc Lâm nên bất giác mấy giọt lệ cảm động từ từ chảy xuống sống mũi nàng. Do đó, Ngọc Lâm lại nói tiếp: Ngô sư gia không làm gì cô đâu, cô cứ yên tâm đi làm việc đi. Trên đời này có gì vĩnh viễn đâu, kể cả ân oán, yêu ghét của người ta cũng vậy. Thúy Hồng yên lặng, cũng không muốn đề cập đến việc nàng xuất gia nữa. Lúc đó thấy Ngọc Lâm sắp sửa lên tụng kinh nên nàng chắp tay chào, rồi đi ra. Sau khi Thúy Hồng đi khỏi, Ngọc Lâm lên trước bàn Phật tụng kinh. Tụng kinh xong thì bao nhiêu việc lại dồn dập diễn ra trong đầu óc thầy, nhất là việc đến dự lễ xuất gia của Vương tiểu thư. Trước khi đi thầy chỉ xin phép Hòa thượng Thiên Ẩn cho đi có 2 ngày mà hiện giờ ở lại Thiên Hoa Am thấm thoát đã 8 ngày rồi. Điều đó thầy tin chắc rằng Hòa thượng cũng sẽ tha thứ. Song thầy lại sợ những người không hiểu có thể tưởng lầm cho thầy lần này đã bị tài sắc cám dỗ thật. Việc giác chúng xuất gia là do thầy chỉ bày, bây giờ nàng đi tu thì tất nhiên thầy cũng có trách nhiệm trong đó. Thầy ở lại Thiên Hoa Am, về phương diện vật chất tuy hơn hẳn ở chùa Sùng Ân, song thầy thấy tâm thần không được tự tại. Nếu trở về Sùng Ân ngay e sẽ phụ lòng tốt của người, cũng như lúc trước Thúy Hồng đã trách thầy là không có một chút tình nghĩa nào, chẳng khác gì gỗ đá. Giờ đây thầy đã thấy rõ Ngô sư gia bất mãn đối với thầy, cho nên thầy muốn rời Thiên Hoa Am sớm ngày nào hay ngày ấy. Sau khi thế phát, giác chúng trở nên trầm mặc, ít nói, thấy nàng tỏ ra có thể sống cuộc đời xuất gia đạm bạc và bình thản, thầy cảm thấy rất vững tâm. Thầy nhất định chỉ trong 3 hoặc 5 ngày nữa thầy sẽ trở về Sùng Ân. Cứ như thế Ngọc Lâm ở Thiên Hoa Am đã thêm 4 ngày. Hôm ấy thầy đã nói với giác chúng là chiều hôm sau thầy sẽ về. Giác chúng thấy ý thầy đã quyết, không thể giữ lại nên chỉ xin thầy là lần sau lại tới. Đồng thời, nàng cho gói các phẩm vật biếu thầy để đem về. Song Ngọc Lâm không hề đoái tưởng những thứ đó mà cũng chẳng nói một lời cảm ơn. Tối hôm ấy, Ngọc Lâm gói cà sa,
áo thụng gọn gàng rồi để trước bàn Phật để hôm sau tiện đem đi. Nhưng sáng hôm sau, Ngọc Lâm đợi mãi Thúy Ngọc, là người tỳ nữ hôm đầu đã lầm tưởng thầy là người hầu của Hòa Thượng Ngọc Lâm, không thấy nàng bưng cơm sáng lên cho thầy. Một khắc, hai khắc, rồi ba khắc trôi qua cũng không thấy, Ngọc Lâm tưởng đâu hôm nay mọi người quên không cho thầy ăn sáng, thầy ngồi trầm tư, không thể nào định tâm được, thầy tìm chuỗi tràng hạt thì chuỗi tràng cũng biến mất, đang lúc lòng thầy bồn chồn, bỗng từ phía ngoài tiếng người hỗn loạn vọng vào, ai cũng hô hoáng, kinh ngạc, Ngọc Lâm đứng dậy, ra khỏi gian Phật đường thì lúc ấy, mới có người vào cho biết là Thúy Ngọc đã bị giết chết, nằm trên vũng máu. Tất cả các sư nữ, những người hầu và người làm trong chùa đều đổ ra xem, họ đứng vòng trong vòng ngoài và bàn tán không ngớt. Ngọc Lâm buông một tiếng thở dài rồi lặng lẽ trở vào Phật đường. Tin trong Thiên Hoa Am có người bị giết đã được loan truyền đi các nơi như một luồng gió. Vị trụ trì Thiên Hoa Am là Vương Tiểu Thư, con của đương triều Tể tướng. Quan huyện địa phương biết tin cũng vô cùng kinh ngạc, liền tức khắc cho người đến điều tra để tìm hung thủ. Quan viên trong huyện vào ý kiến giác chúng, họ nói họ được lệnh của quan huyện đến điều tra tại chỗ bắt kẻ sát nhân. Được tin Thúy Ngọc bị giết, giác chúng hoảng hốt và hoài nghi, nàng bảo quan viên trong huyện nếu tìm ra thủ phạm sẽ được trọng thưởng. Bốn quan viên ra khám xét thi thể của kẻ xấu số thì thấy các đồ nữ trang đều mất hết, chỉ thấy trong tay có một chuỗi tràng hạt. Tiếng Ngô sư gia vọng lên trong đám người đứng xem. Tại sao chuỗi tràng của Ngọc Lâm thường dùng lại ở trong tay nàng? Ngọc Lâm là ai? Một trong những quan viên điều tra hỏi. Đó là một vi sư trẻ tuổi từ chùa Sùng Ân đến, hiện đang ở đây. Vừa nói, Ngô sư gia vừa giơ tay chỉ về gian Phật đường chỗ Ngọc Lâm ở. Như đã thấy được một tia sáng cho vụ án mạng, các quan viên điều tra này tiến thẳng vào gian Phật đường của Ngọc Lâm. Họ khám xét trong phòng, khi dỡ chiếc khăn gói của Ngọc Lâm ra thì thấy tất cả đồ nữ trang của nạn nhân được bọc cẩn thận trong tấm cà sa của thầy. Không còn nghi ngờ gì nữa, quan viên hữu trách liền bắt Ngọc Lâm, cho thầy là giết người để đoạt của. Lại một phen Thiên Hoa Am kinh hoàng náo động, kẻ thì oán trách Ngọc Lâm, nỡ vì một chút tiền tài mà làm một việc cực ác như vậy. Cũng có người thì thương Ngọc Lâm, cho rằng thầy là người văn nhã, có đạo đức, có học thức, quyết không bao giờ làm một việc tán tận lương tâm như thế. Song sau khi Ngọc Lâm bị bắt, Thúy Ngọc bị giết như thế nào, người ta vẫn bàn tán phân vân, chưa rõ manh mối, không khác nào người đi trong đám sương mù dày đặc. Chương 14. Tin Ngọc Lâm bị bắt đến tai giác chúng như một tiếng sét long trời, mắt nàng trợn lên, miệng nàng há hốc không thốt được lời nào. Điều đó dù ngay trong chim bao cũng không thể có, chứ đừng nói chi một sự thật trước mắt nữa, Ngọc Lâm giết người đoạt của, không, giác chúng không thể tin được việc ấy. Nhưng tại sao chuỗi tràng của Ngọc Lâm lại nằm trong tay nạn nhân? Và tại sao tiền bạc và các đồ nữ trang của nạn nhân lại ở trong gói cà sa của Ngọc Lâm? Điều đó không những làm cho giác chúng suy nghĩ nát óc mà tất cả mọi người trong chùa đều cho là một vụ án mạng hết sức ly kỳ. Nói là Ngọc Lâm giết người để lấy của thì phi lý, vì tiền của và cả sắc đẹp nữa ở trong tướng phủ thầy còn chẳng thèm, thế rồi hôm qua biếu thầy một gói phẩm vật, thầy cũng thờ ơ như không, một chút tiền bạc nữ trang của một con hầu gái đáng kể vào đâu mà bảo thầy giết người để lấy của. Suy đi nghĩ lại, giác chúng cho đó là một án mạng rất bí ẩn, nhất định Ngọc Lâm bị oan uổng. Dựa vào quyền thế của tướng phủ tuy có thể cứu được thầy nhưng làm thế nào để rửa sạch tiếng oan? Nghĩ đến đây nàng cảm thấy thương Ngọc Lâm vô cùng. Lập tức giác chúng sai Thúy Hồng đến nói với Ngô sư gia, lấy danh nghĩa của tướng phủ viết một bức thư bảo chứng cho quan huyện, nói là dù thế nào chăng nữa cũng không được đối xử với Ngọc Lâm như những phạm nhân khác. Một lát sau, Thúy Hồng trở về nói, Ngô sư gia cho rằng đó là một vụ án giết người không nên dựa vào uy quyền của tướng phủ làm cho linh hồn người chết không được thân oan, mong tiểu thư đừng quá vì cảm tình cá nhân. Nghe xong, giác chúng hầm hầm nổi nóng, nàng tự nghĩ Ngô sư gia là kẻ lòng lang dạ thú, chỉ vì bất mãn với Ngọc Lâm hôm kiếm chuyện mà giờ nỡ khoanh tay ngồi nhìn như thế. Ngay lúc đó giác chúng đích thân viết một phong thư, rồi sai Thúy Hồng đưa vào cho quan huyện họ Lưu. Trong thư nàng kể rõ nhân cách và lòng từ bi của Ngọc Lâm, xưa nay chỉ mong cứu người còn chưa đủ, huống chi lại có hành động sát nhân. Trong vụ này còn có nhiều uẩn khúc, mong quan huyện minh xét, đừng để cho người hiền lương phải oan uổng. Trong khi viết thư, bao nhiêu việc đã qua lại lần lượt diễn ra trong óc giác chúng như một cuốn phim. Từ khi mới gặp Ngọc Lâm trên Đại Hùng Bảo Điện ở chùa Sùng Ân, cho đến đêm động phòng hoa chúc bị Ngọc Lâm thuyết phục, làm nàng cảm động, rồi từ khi Ngọc Lâm bỏ tướng phủ trở về chùa Sùng Ân cho đến hôm thầy tới Thiên Hoa Am mới được trùng phùng, nàng thấy lúc nào Ngọc Lâm cũng tỏ ra một ý chí sắt đá, thiết tha vì đạo, lúc nào cũng biểu dương một tinh thần cứu người giúp đời. Ai ngờ đâu một người đáng tôn kính như thế chỉ vì mình muốn giữ lại mấy hôm, đến phải gặp sự rủi ro thế này. Thật là một việc ngoài sức tưởng tượng. Giác chúng viết xong, trao bức thư cho Thúy Hồng, nói: Thúy Hồng, con đưa phong thư này lên quan huyện,
nói là cô mong người phải điều tra thêm để tìm hung thủ và trả tự do cho Ngọc Lâm vì người là thầy của cô, hơn nữa thầy không phải là kẻ giết người. Nhưng chuỗi tràng của thầy và tiền bạc trong khăn gói thật cũng khiến người ta khả nghi. Thúy Hồng đỡ lấy phong thư từ tay tiểu thư, nàng có cảm tưởng là một tội trạng khó bào chữa. Con cũng có thể tin thầy Ngọc Lâm tham của giết người, hả Thúy Hồng? Hình ảnh cao cả và tinh khiết của Ngọc Lâm lại hiện ra trong óc giác chúng không hề vì câu nói của Thúy Hồng mà lòng nặng lay chuyển. Ý con không phải nghi ngờ cho thầy, Thúy Hồng đáp. Cô muốn cứu thầy, nhưng làm thế nào để phủ nhận những chứng cứ ấy? Mà dù thầy có được tha chăng nữa, danh dự cũng tổn thương rất nhiều, làm thế nào để rửa sạch được vết nhơ ấy? Thúy Hồng, con nói rất đúng. Nhưng tại sao chuỗi tràng của thầy lại ở trong tay nạn nhân? Và tiền bạc, tư trang của nạn nhân lại nằm trong khăn gói của thầy? Điều đó phải hỏi thầy mới biết được. Thầy Ngọc Lâm giết người thật sao? Giác chúng la lên thất thanh, hai hàng nước mắt ứa ra và lảo đảo đi vào giường. Không, không, điều đó phải hỏi chính kẻ đã giết Thúy Ngọc mới được. Thúy Hồng vội cãi chính lời mình vừa nói. Ai nỡ giết nó? Nó mới đến chưa ở được bao lâu, chẳng ai thù hằn gì nó, vậy người nào đang tâm hại nó? Vấn đề khó ở chỗ đó. Thôi, việc ấy sẽ nói sau, giờ con hãy đưa ngay bức thư này đi, cô ở nhà đợi tin con. Thúy Hồng cầm phong thư đi ra, dọc đường nàng nghĩ cũng thương tâm và gần như muốn khóc. Nàng nghĩ Ngọc Lâm là một người không những tiểu thư quý mến kính phục, mà chính nàng cũng đã được thầy cảm hóa rất nhiều. Khi nàng đến cửa huyện Nghi Hưng, lính gác cửa thấy nàng còn trẻ tuổi mà dám đến huyện, nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân, rồi hỏi nàng đến có việc gì. Thúy Hồng kiêu hãnh đưa phong thư của Vương tiểu thư ra, ngoài bao thư, một con dấu trong văn phòng tướng phủ đỏ chói. Thấy thế, chủ lính gác cửa vội đưa nàng vào gặp quan huyện Nghi Hưng. Quan huyện họ Lưu tiếp được thư của giác chúng tỏ vẻ tươi cười, nhưng sau khi xem xong thư, mặt ông lại sa xuống. Rất tiếc chúng tôi không thể làm theo như lời chỉ thị trong thư. Giọng nói của quan huyện vừa nghiêm nghị, vừa sợ sệt. Ngài nghĩ thế nào? Thúy Hồng vội hỏi. Chúng tôi không thể phóng thích sư Ngọc Lâm mới bị bắt sáng ngày. Tại sao? Thúy Hồng mở to đôi mắt và tim nàng đập mạnh. Chúng tôi vừa mới lấy khẩu cung, sư Ngọc Lâm đã thú nhận là ông có giết người. Người đã thú nhận? Thật là một việc không thể tưởng tượng. Nghe xong, Thúy Hồng thấy hoa cả mắt, trời đất như muốn sụp đổ. Vâng, đây là bản khẩu cung. Quan huyện trao bản ghi lời thú nhận của Ngọc Lâm cho Thúy Hồng. Luật pháp nhà Thanh đã quyết định không được phóng thích một người đã thú nhận tội lỗi. Thúy Hồng nhìn qua loa rồi cố nén xúc động. Thưa lão gia, đây là điều oan uổng. Phép nước rất công bình, dù cho con vua, cháu chúa cũng không được miễn. Chúng tôi không ức hiếp, đánh đập, bắt người phải thú nhận, mà trước công đường, tự người đã khai như thế. Thúy Hồng biết rằng lúc này nói nhiều cũng vô ích, nàng muốn gặp hẳn Ngọc Lâm để hỏi ra nhẽ tại sao thầy lại làm một việc dại dột như vậy. Bởi thế nàng nói. Thưa, tôi có được phép gặp thầy Ngọc Lâm một chút không? Ngọc Lâm phạm tội giết người, đáng lý không ai được gặp, song tôi cũng biết tể tướng và thiên kim tiểu thư rất kính trọng người này, nên tôi để cô vào thăm. Thúy Hồng nắm được cơ hội ấy, nhìn quan huyện họ Lưu một cách rất dịu dàng. Ngài đã biết tể tướng và tiểu thư rất kính trọng người ấy, thế sao ngài không tìm cách cứu người? Viên quan huyện công minh, chính trực đúng như thừa tướng họ Bao đời Tống, song cảm tình cá nhân không thể đưa ra nói trước pháp luật được. Thúy Hồng thất vọng. Xin ngài đưa tôi đến gặp thầy vậy. Trước mặt người hầu cận trong tướng phủ, viên quan huyện tỏ ra rất lễ độ, dẫn Thúy Hồng đến chỗ Ngọc Lâm. Sau khi bị bắt, Ngọc Lâm cũng được biệt đãi, không bị giam chung với các phạm nhân khác trong ngục thất, thầy được giam riêng trong một căn phòng nhỏ tối tăm. Khi vào phòng, thầy ngồi xếp bằng, nhắm mắt tư duy. Thoạt thấy Ngọc Lâm, Thúy Hồng rớt nước mắt, nàng đứng bên cạnh thầy, nghẹn ngào nói không thành tiếng. Thân hình Ngọc Lâm như một cây khô chơ vơ giữa mùa đông giá lạnh, khiến người ta trông thấy liền phải mũi lòng. Ngọc Lâm khẽ mở đôi mắt nhìn Thúy Hồng. Sau một lúc lâu, Thúy Hồng lau nước mắt, nói: Tiểu thư cho tôi đến thăm thầy. Đa tạ. Chúng tôi không tin là thầy giết người. Bằng chứng tỏ rõ như thế. Thế tại sao thầy giết nó? Cô không phải quan tòa, tôi không muốn nói với cô. Thầy thật dại, dù thầy có giết chăng nữa, cũng không nên thú nhận vội như thế. Tôi cứ tưởng thầy là người thông minh. Việc này cô không thể hiểu được, đời nhiều cái rối ren lắm, tôi làm thế để cắt bớt sự rối ren đi. Tôi rất hài lòng được cơ hội này để tiến bước trên đường tu hành và làm một việc có ý nghĩa. Song trước kia thầy là người rất trọng danh dự và thể diện, sao bây giờ thầy lại không tiếc gì đến nhân cách thanh khiết của thầy? Nghe Thúy Hồng nói đến đây, Ngọc Lâm kinh ngạc, thầy không ngờ một tỳ nữ mà hiểu sự lý đến thế, nhưng dĩ nhiên Ngọc Lâm còn thấy xa hơn nàng nhiều, nên mặc dầu Thúy Hồng nhắc nhở, thầy vẫn không thay đổi sắc diện.
Có bao giờ Ngọc Lâm không nhớ đến điều mà Thúy Hồng vừa nói? Thầy cũng biết người ta sống trên đời cần nhất phải có nhân cách thanh khiết. Lúc thầy vào làm rể trong tướng phủ mà không đam mê tài sắc, đó cũng là do nhân cách thanh khiết. Người có nhân cách thanh khiết mới xứng đáng là người và cuộc sống mới có giá trị. Nhìn khoảng vài tháng nay, Ngọc Lâm lại nảy ra một nhân sinh quan khác. Gần đây thầy ngồi tham thiền, tư duy, trong cảnh giới vắng lặng, thầy đã nhận rõ thêm được trò đời. Cái gọi là nhân cách thanh khiết ở đời cũng không có tiêu chuẩn nhất định, đó chẳng qua chỉ ăn thua ở chỗ khéo léo che giấu hoặc không khéo che giấu mà thôi. Một viên quan tham ô, hữu hóa, nhưng khéo che mắt dân chúng thì ai cũng tôn trọng quý mến, còn những bậc chí sĩ hiện tại, can đảm nói lên ý nguyện của mình, và những điều bất công trong xã hội thì thường bị coi là phản động và có khi phải chịu cực hình. Cõi đời này là một cõi vĩnh viễn không bao giờ có được công bằng, những kẻ có quyền thế và nhiều mưu mô quỷ quyệt, họ có thể bảo trái là phải, còn những người thật thà yếu thế thì dù có phải cũng bị người ta cho là trái. Người đời hình như chỉ thích hào nhoáng, giả dối chứ không ưa tiền lẽ chân thật trong cái giản dị, nhân cách của sư huynh Ngọc Lam có gì khuyết điểm, nhưng chỉ vì sư huynh không thích phô trương ra ngoài, cho nên ai cũng cho sư huynh là người điên khùng, chính mình không giết người nhưng lúc này bao nhiêu người đều cho mình là kẻ sát nhân. Biết thanh minh nổi oan uổng đó với ai bây giờ? Mà dù có thanh minh cũng là một điều phiền phức. Hơn nữa, người tu hạnh Bồ Tát chỉ cốt làm lợi cho chúng sinh, chứ không được hại người. Nhìn những điều mà người khác không nhìn được, làm những việc mà người khác không thể làm được, đó mới là việc của người học đạo. Ngọc Lâm lại tự nghĩ đời này đã có người mưu toan hãm hại thầy, chẳng qua đó là nghiệp báo kiếp trước của thầy, để trả cho xong món nợ tiền kiếp, tốt hơn là thầy yên lặng chịu sự oan uổng đó. Vả lại, sự thú nhận của thầy có thể làm cho kẻ sát nhân phải cảm động để lần sau họ đừng nhúng tay vào máu. Lấy đức báo oán, Ngọc Lâm chủ trương như vậy. Đồng thời, thầy lại nghĩ đến chân lý, nhất thể giữa thầy và chúng sinh, và nguyên lý oán thân đều bình đẳng. Nếu thầy không tự nhận, tất nhiên phải có người khác chịu tội. Mình được thoát thân mà khiến cho người khác phải khổ thì nhất định thầy không làm. Đem tấm thân này hy sinh cho kẻ khác không phải là lúng phí một kiếp người. Trước mắt, tuy có nhiều người hiểu lầm cho thầy là thủ phạm, song cái mà người đời thấy và biết đều là sai lầm, vốn dĩ đã như thế rồi, thầy không phàn nàn. Thầy chỉ cần chân lý đừng phụ thầy là đủ. Vì có tư tưởng cao cả và bao dung như thế nên Ngọc Lâm không bị một cảm giác áo não dày vò. Vinh hoa, phú quý, sinh tử luân hồi, tất cả chỉ là hoa giữa hư không và trăng dưới đáy giếng. Ngọc Lâm thấy tâm hồn thanh thoát vô cùng. Thúy Hồng, đó là nghiệp báo của tôi, việc riêng của tôi, không can gì đến các cô hãy về đi. Tôi không mong cô đến thăm tôi trong ngày cuối cùng của tôi trên cõi đời này. Câu nói của Ngọc Lâm như một mũi dao xuyên thẳng vào tim Thúy Hồng, bất giác nàng òa lên khóc và nói trong giọng nức nở. Xin thầy đừng nhắc lại những lời vô tình ấy nữa, thầy cứ yên tâm ở đây, tai nạn của người ta cũng có ngày hết, nhất định tiểu thư sẽ minh oan cho thầy, ngày mai tôi lại đến. Ngọc Lâm gằn giọng và dọa Thúy Hồng, thế cô không sợ tôi giết cô để đoạt của à? Giả sử tôi được chết trong tay thầy thì đó là duyên phúc và cũng là sự quang vinh của tôi. Ngọc Lâm nói thế cốt để Thúy Hồng đừng vào thăm thầy nữa, nhưng Thúy Hồng đã hiểu và quý mến thầy nên không hề sợ lời dọa ná của thầy. Quan huyện họ Lưu lễ phép và trang trọng đứng ngoài cửa hỏi. Cô còn nói gì nữa không? Về đi, Thúy Hồng. Nói xong, Ngọc Lâm nhắm mắt lại, những giọt lệ lại từ từ lăn xuống hai gò má Thúy Hồng, bất đắc dĩ nàng phải kéo lê những bước nặng nề rời khỏi phòng của Ngọc Lâm. Thúy Hồng theo sau quan huyện, nàng nói. Thầy Ngọc Lâm không phải là thủ phạm đã giết người, ngài đừng cho những lời thú nhận của người là thật. Ngài nên đối đãi với người tử tế, nếu vô lễ với người tức là các ngài coi thường vương tiểu thư và thể diện của tướng phủ. Vì ngoài vương tể tướng và vương phu nhân ra, thầy là một vị sư mà mọi người trong tướng phủ đều kính trọng. Mặc dầu làm việc theo nguyên tắc và luật pháp, quan huyện họ Lưu cũng không dám khinh thường quyền uy của tướng phủ nên ông chỉ gật đầu lia lịa. Trên đường về Thiên Hoa Am, Thúy Hồng tự nghĩ nếu tiểu thư biết Ngọc Lâm đã thú nhận tội lỗi, chắc phải khóc đến đứt ruột. Chương 15. Căn phòng giam Ngọc Lâm chìm trong sự tịch mịch của đêm khuya. Từ sáng đến giờ, Ngọc Lâm chưa có một hạt cơm bỏ bụng, thầy đói lòng. Buổi sáng thầy đã không ăn, sau đó lại bị áp giải về huyện, khi quan huyện cho người đưa cơm đến thì đã quá giờ ngọ, thầy không dùng được nữa. Ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng. Gió mát đêm thanh, Ngọc Lâm có cảm tưởng như thầy đang ngồi trong một căn thiền thất. Thời gian mỗi phút trôi qua, sự đói lòng của thầy cũng tăng thêm. Thầy hơi cảm thấy khó chịu và cho rằng tội chết còn đỡ khổ hơn tội đói. Ngọc Lâm nghĩ đến người tỳ nữ bị giết ban sáng, thầy lâm trâm niệm Phật cầu nguyện cho oan hồn của kẻ bạc mệnh sớm được siêu thoát.
Ngọc Lâm tự hỏi không biết ai đã giết nàng. Vì nguyện cứu chúng sinh nên thầy đã vui lòng chịu tội thay cho thủ phạm. Người ta thường nói, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, có mất tự do mới thấy tự do là quý. Nhưng đối với Ngọc Lâm, ngoài cảm giác đói lòng ra lúc này thầy không thấy gì ràng buộc cả. Mặc dầu thân thể bị giam cầm, song tinh thần thầy cực kỳ giải thoát. Đối với tuần đời ảo ảnh, tình đời giả dối, Ngọc Lâm không hề có một ý niệm lưu luyến. Một vật duy nhất mà thầy thương tiếc trên đời là Phật giáo. Thầy nguyện kiếp sau thầy sẽ là một người có tài năng, không nhiều nghiệp chướng và hoạn nạn như kiếp này để thầy có thể chấn hương Phật giáo, cứu độ cho mọi người. Một đêm tù đầy đã lặng lẽ trôi qua. Sáng hôm sau Thúy Hồng lại vào, mang theo nhiều thức ăn và đồ cần dùng. Khi thấy Ngọc Lâm, nàng dở các thức ăn ra và nói: Bạch thầy, thật tội nghiệp, sau khi biết thầy đã tự nhận mình là hung thủ, tiểu thư khóc ngất đi, người nói người rất ân hận, người đã báo tin về kinh, mời tể tướng về để cứu thầy, lúc đó xin thầy đừng nhận gì hết. Đây là các thứ điểm tâm, tiểu thư đích thân làm cho tôi mang vào để thầy dùng. Các cô thật ngây thơ, từ đây về kinh thành bao nhiêu dặm đường, tôi là kẻ giết người, liệu có được phép chờ đến khi tể tướng về không? Hơn nữa, tôi đã cung khai rồi, dù tể tướng có về kịp cũng không dám coi thường phép vua. Ngọc Lâm vừa nói vừa chúng chím cười, thầy không chú ý đến những thức ăn sáng mà giác chúng đã tự tay làm cho thầy. Tôi không hiểu tại sao thầy lại tự chuốc lấy tội vạ, tại sao thầy lại tự nhận mình là kẻ giết người, tự mang tiếng xấu vào mình. Điều đó không quan hệ lắm, Thúy Hồng. Tôi biết thủ phạm không phải là thầy, mà là người trong tướng phủ. Cô im đi, cô đừng vu oan giá họa cho người khác. Sao tính tình thầy kỳ quặc vậy? Thầy không hiểu nỗi lòng của tiểu thư và chúng tôi đối với thầy. Tiểu thư nói chẳng thà người chết thay thầy, chứ không thể thấy thầy chết oan. Giết người thì phải đền mạng, ai gây tội người ấy phải chịu. Cô về nói với giác chúng là trên cõi đời đã nhiều việc rắc rối lắm rồi, xin các cô đừng bày thêm trò rắc rối nữa. Giọng Ngọc Lâm như tức giận. Thầy đừng cố chấp quá như thế, nếu cần, tôi xin hy sinh cả tánh mệnh để đưa hung thủ ra ánh sáng. Thúy Hồng, xin cô đừng nói nữa, đây không phải là việc đùa. Tôi giết người có bằng chứng rõ ràng, cô căn cứ vào đâu mà bảo người ta là thủ phạm? Cô đã vô tình vu khống cho người ta rồi. Trời ơi! Nước mắt Thúy Hồng rơi xuống như những hạt châu. Thúy Hồng, đừng buồn, tất cả đều do nghiệp lực, chúng ta đau đớn cũng vô ích, cần nhất là chúng ta đừng tạo ác gây nghiệp nữa. Tấm lòng hy sinh của thầy thật không có bờ bến. Thúy Hồng lau nước mắt và vô cùng xúc động. Cô không nên nói thế, đó là công việc của người tu theo hạnh Bồ Tát phải làm. Thúy Hồng mở gói thức ăn ra. Mời thầy dùng sáng. Lúc cô chưa đến, quan huyện đã cho người mang thức ăn vào cho tôi rồi, bát vẫn còn để kia. Ngọc Lâm chỉ vào chiếc bát ở góc phòng. Thức ăn ở đây họ làm có ra gì, thầy hãy dùng thêm chút nữa. No rồi, ăn không được. Vậy để dành chốc nữa ăn. Thúy Hồng, từ khi đến Thiên Hoa Am, tôi đã nhờ cô làm việc gì chưa? Thúy Hồng tỏ vẻ hoài nghi, nhìn Ngọc Lâm. Chưa. Vậy bây giờ tôi nhờ cô một việc, cô đem những thức ăn này phân phát cho những tù nhân bên kia đi. Thúy Hồng ngần ngừ. Đây là những thứ tự tay tiểu thư làm. Họ cũng là người như tôi vậy, cô đừng phân biệt, họ đang đói lòng, cô hãy mau lên. Cảm thông tấm lòng thành khẩn của Ngọc Lâm, Thúy Hồng rất cảm động và đem các thức ăn chia cho mọi người trong tù. Khi Thúy Hồng trở vào thì tiếp được tờ thông cáo của quan huyện, nói rằng buổi chiều hôm ấy sẽ thẩm vấn lại Ngọc Lâm một lần nữa, mong Thiên Hoa Am sẽ cho người đến dự thính. Thúy Hồng không dám nấn ná, vội cáo từ Ngọc Lâm rồi về ngay Thiên Hoa Am để báo tin cho giác chúng và tất cả mọi người trong chùa hay. Sau khi biết tin, giác chúng suy nghĩ một lát rồi quyết định buổi chiều đích thân lên huyện dự thính, và nói cho quan huyện biết là không thể căn cứ vào lời tự thú của Ngọc Lâm mà phải điều tra thêm để tìm hung thủ. Tin giác chúng đích thân lên huyện đã đến tai Ngô Sư Gia. Sau khi biết tin Ngọc Lâm đã tự nhận tội giết người thì Ngô Sư Gia rất hài lòng, tức khắc ông tìm cách ngăn cản giác chúng và tự nguyện đi thay nàng. Giác chúng thấy Ngô Sư Gia xin đi thay, trong lòng nàng cũng mừng thầm, vì nàng cho rằng dù sao Ngô Sư Gia đến phút cuối cùng cũng tỏ ra mình có lòng giúp người. Nàng bèn đem ý định của mình dặn dò Ngô Sư Gia, và ông ta cứ luôn mồm vân vân dạ dạ. Chiều hôm ấy, trong tòa công đường huyện Nghi Hưng, người ta nhận thấy có quan huyện họ Lưu, Ngô Sư Gia, mấy viên luật sự và mấy chú lính lệ. Ngọc Lâm đứng giữa công đường với thái độ rất thản nhiên, không vui mừng cũng không sợ hãi. Tiếng quan huyện vang lên trong tòa nhà. Thầy Ngọc Lâm, tất cả những lời cung khai của thầy hôm qua đều là sự thật. Vâng, hoàn toàn sự thật. Ngọc Lâm đưa mắt nhìn Ngô Sư Gia. Tại sao thầy giết nó? Tôi đã nói tất cả hôm qua rồi. Giết người tất nhiên phải đền mạng, thầy không sợ chết à? Không phải là vấn đề sợ chết, mà là vấn đề nhân quả báo ứng.
thầy có trối trăn điều gì không? Một giọng than thở não nùng lẫn trong câu hỏi của quan huyện. Ông cũng cảm thấy kỳ lạ, một vị sư trẻ tuổi, đường bệ, học thức và rất hiểu đạo lý, tại sao lại làm một việc cực ác như vậy mà cũng không sợ chết? Ngần ngừ một lát, Ngọc Lâm đáp: Tôi không trối trăn với ai điều gì cả, duy chỉ có mấy lời muốn dặn dò ngài. Viên quan huyện kinh ngạc nhìn Ngọc Lâm: Thầy muốn dặn dò tôi? Vâng. Ngọc Lâm nhìn quan huyện và Ngô sư gia: Sau khi tôi chết, xin ngài đừng cho công bố bản án này. Giả sử ngài có công bố, xin ngài đừng dùng danh từ sư. Vâng, đây là tội nghiệp của cá nhân tôi. Sư là tiếng xưng hô chung cho đoàn thể xuất gia thanh tịnh, cao khiết. Tôi không muốn cho người ta biết sư giết người. Nếu như thế tôi sẽ mang tội với Phật giáo, đồng thời khiến người đời đối với các sư sinh tâm khinh ghét mà tự chuốc lấy tội nghiệp. Tâm địa thầy tốt lắm, tôi quyết định sẽ làm theo ý muốn của thầy. Trong lòng quan huyện cũng thầm nghĩ, một người có lương tâm như thế nhất định không thể nhúng tay vào máu. Thầy còn nói gì nữa không? Không. Quan huyện bảo viên thư ký ghi lấy những lời của Ngọc Lâm, rồi quay lại nói với Ngô sư gia: Một người tỳ nữ trong quý phủ bị giết, và hung thủ đã chịu đền mệnh, ý ngài thế nào? Tội đáng chết, xứng đáng lắm. Ngô sư gia gật đầu lia lịa, và vẻ giang hùng hiện lên nét mặt. Những lời của Ngô sư gia vẳng vào tai Ngọc Lâm, thầy cảm thấy đau lòng gần rớt nước mắt. Thầy lại đưa mắt nhìn Ngô sư gia, nhưng hắn tảng lơ như không biết, vì là một chức quan nhỏ nên quan huyện họ Lưu vẫn chưa yên lòng. Hiện giờ tể tướng không có đây, tôi xử như thế, ngộ sau ngài có phàn nàn gì không? Không sao, không sao. Ngô sư gia đáp. Thế tại sao tiểu thư cứ muốn phủ nhận tội trạng của Ngọc Lâm? Là vì tiểu thư đã đi tu, không nỡ thấy người đồng đạo chịu tội, đó hoàn toàn là cảm tình đàn bà, chúng ta không thể vì thế mà bỏ phép nước. Phải làm đúng phép, thôi giải tán. Quan huyện rũ áo, đứng dậy. Ngay lúc ấy thì Ngọc Lâm ngất ngưỡng bước lên thềm nhà, miệng nói huyên thuyên: Oan uổng, cõi đời này toàn là trò oan uổng. Ông là sư ở đâu đến đây? Giọng quan huyện phẫn nộ. Tôi là Ngọc Lâm, sư huynh của Ngọc Lâm, tôi yêu cầu quan huyện hãy mau mau thả sư đệ của tôi ra. Tại sao? Vì chú ấy không phải là hung thủ. Thế ai là hung thủ? Ngọc Lâm giơ tay chỉ vào Ngô sư gia. Hung thủ ngồi ngay bên cạnh quan huyện đó. Viên quan huyện nhìn Ngô sư gia chằm chằm, tất cả mọi người xung quanh đều kinh hoàng thất sắc. Ngọc Lâm định gàn Ngọc Lam: sư huynh đừng, không can gì đến chú. Ngọc Lam chặn ngang lời Ngọc Lâm. Ngô sư gia uất ức mắng Ngọc Lam: Ông chỉ ai, đừng láo. Tôi chỉ ông là thủ phạm đã giết Thúy Ngọc. Lão sư điên. Ngô sư gia chỉ vào Ngọc Lam, rồi quay sang nói với quan huyện: Ngọc Lâm giết người đã có đầy đủ bằng chứng, vả lại, chính Ngọc Lâm cũng đã thú nhận rồi. Nghe xong, quan huyện lại ngồi xuống và nói với Ngọc Lam: Có phải nhà sư loạn óc không? Sao ông dám cả gan vu khống cho người trong tướng phủ? Ngọc Lâm giết người có bằng chứng hẳn hòi, hơn nữa chính Ngọc Lâm cũng đã thú nhận. Pháp luật không phải để bảo vệ những kẻ quyền cao chức trọng, mà hiếp đáp dân lành. Tôi không loạn óc, rất tỉnh táo và sáng suốt. Tôi cũng không dám vu khống cho người trong tướng phủ. Tôi nói thật, những bằng chứng ấy, người ta có thể bày đặt ra được. Thế ông có thể đưa ra những bằng chứng nào khác không? Thưa quan huyện, ngài nên biết rằng Ngô sư gia ghen ghét với sư đệ Ngọc Lâm tôi. Ông ta sợ Ngọc Lâm làm mất ảnh hưởng của ông ta tại Thiên Hoa Am. Ông ta bèn lấy trộm chuỗi tràng của Ngọc Lâm đặt vào tay nạn nhân, rồi lại lấy tiền bạc và đồ tư trang của nạn nhân bọc vào gói cà sa của Ngọc Lâm. Lúc Ngọc Lâm ngủ, ông ta lén đến lấy trộm chuỗi tràng và đánh rớt chiếc tẩu hút thuốc, hiện giờ vẫn còn nằm dưới chân giường của Ngọc Lâm. Nếu ngài không tin lời tôi, lập tức hãy phái người đến tìm. Mi là kẻ ngậm máu phun người. Ngô sư gia sĩ vả Ngọc Lam: Mi đánh cắp chiếc tẩu của ta bỏ dưới chân giường để hại ta, tội mi thật đáng phanh thay. Tuy mồm nói thế, song trong bụng Ngô sư gia thấy hoảng sợ, vì suốt từ hôm qua ông ta tìm mãi vẫn không thấy chiếc tẩu đâu cả. Ngọc Lam vỗ vào ngực: Thầy mặc một manh áo cũ rách. Thầy nhìn quan huyện một lát, rồi chỉ vào Ngô sư gia nói: Ngô sư gia, ngươi không nên chối cãi, ta chưa từng đặt chân vào Thiên Hoa Am bao giờ. Thưa quan lớn, tôi yêu cầu quan lớn hãy trị tội nhà sư này thật nặng. Ngô sư gia nói. Quan huyện cảm thấy vấn đề thật rắc rối, lúc đó ông không biết phải xử thế nào cho đúng. Trị tội ta? Các người tưởng đâu ta cũng như sư đệ Ngọc Lâm ta? Ngọc Lâm chỉ vào Ngọc Lâm, Ngọc Lâm yên lặng cúi đầu. Lúc này các người có bắt Ngọc Lâm mà chặt đầu cũng được, chú ấy sẽ không kháng cự, vì chú ấy tu theo hành nhẫn nhục. Còn ta vì muốn dẹp trừ bọn ma quỷ ác độc mới hiện thân tu hành. Ngô sư gia,
con dao ngươi dùng để giết đứa tỳ nữ, ngươi vẫn còn giấu trong cái rương của ngươi, mảnh giấy mà ngươi ghi những kế hoạch để mưu hại Ngọc Lâm hiện giờ phút này còn nằm trong túi áo của ngươi. Tôi yêu cầu quan huyện lập tức hãy khám túi Ngô sư gia. Quan huyện đưa mắt nhìn mấy người lính lệ rồi hất hàm, họ đến vạch túi áo Ngô sư gia và móc ra một tờ giấy. Quả không sai, quan huyện thấy toàn kế hoạch mưu hại Ngọc Lâm được ghi trên tờ giấy đó. Lúc này mặt Ngô sư gia cắt không còn một hột máu, toàn thân hắn run lẩy bẩy. Tờ giấy này tôi đã đốt ngay lúc đó rồi, tại sao vẫn còn trong người tôi? Ngọc Lâm nói. Tờ giấy ngươi đốt là tờ giấy trắng. Tả hữu đâu, trói hắn lại. Quan huyện vừa dứt lời thì lập tức mấy người lính lệ đến trói Ngô sư gia và đem hạ ngục. Đồng thời quan huyện lại phái người đến Thiên Hoa Am lấy con dao và chiếc tẩu hút thuốc của hung thủ. Thầy Ngọc Lâm, quan huyện hỏi. Thầy là một vị sư trẻ tuổi, thầy không giết người mà tại sao thầy lại tự nhận lấy nỗi oan uổng ấy? Ngọc Lâm nhíu mày, không đáp. Kìa, quan huyện hỏi sao chú không nói? Ngọc Lâm bảo Ngọc Lâm thở dài. Xin ngài hãy giảm tội cho Ngô sư gia, sở dĩ ông ấy phạm tội là hoàn toàn tại tôi. Còn tôi tự nhận lấy tội là vì tôi thấy rằng Phật Pháp là đạo cứu người chứ không hại người. Chúng tôi xuất gia tu hành của Bồ Tát chỉ biết hy sinh chính mình để cứu giúp chúng sinh, đâu dám tiếc thân mệnh để hại chúng sinh. Thật là cao cả, một chút nữa thì tôi đã làm hại một người hiền đức rồi. Quan huyện lại tuyên bố giải tán, ra lệnh giam Ngô sư gia vào căn phòng mà Ngọc Lâm đã bị nhốt mấy hôm trước, đồng thời ông mời hai anh em Ngọc Lam và Ngọc Lâm vào tư dinh ngồi uống trà. Quan huyện, Ngọc Lam và Ngọc Lâm ngồi trên những chiếc ghế gia hổ. Hạ quan muốn quy y Phật Pháp, tôn hai đại sư làm thầy, sau này mong hai đại sư chỉ dạy cho, không biết hai đại sư có bằng lòng không? Quan huyện họ Lưu Chí Thành khẩn cầu Ngọc Lam và Ngọc Lâm. Ngọc Lam rũ rũ tay áo đứng dậy. Ấy chết, bần tăng không dám, bần tăng xin cáo từ. Đó là lòng thành thực của hạ quan, vì làm quan vốn phải che chở cho dân lành, song làm quan cũng thường oan khuất người hiền. Từ nay trở đi, hạ quan không dám làm những việc trái với lương tâm. Pháp luật là phương pháp để đối phó với tội ác, song tôi đã từng thấy rằng những người đặt ra pháp luật đã không giữ đúng pháp. Trên thực tế, pháp luật không phải là phương pháp hay nhất để đối phó với tội ác mà chính Phật Pháp mới là pháp luật hoàn hảo nhất. Những người tu theo Phật Pháp cao cả hơn những người đặt ra luật pháp rất nhiều. Xin hai đại sư đừng bỏ chúng tôi, Phật Pháp mới là luật pháp hoàn hảo nhất. Ngọc Lâm ngồi xuống, ba người nói chuyện với nhau rất đắc ý. Chương 16. Ngọc Lâm và quan huyện đang ngồi nói chuyện thì mấy người lính đem con dao và cái tẩu thuốc của Ngô sư gia vào. Quan huyện thở dài và tỏ vẻ rất ân hận, rồi tự tay trao chuỗi tràng trả lại Ngọc Lâm. Họ nói chuyện khá lâu, sau đó cử hành lễ quy y cho quan huyện, hai anh em Ngọc Lâm cùng về Thiên Hoa Am. Giác chúng, Thúy Hồng và tất cả mọi người trong chùa nghe thấy Ngọc Lâm vô tội được trở về, mừng rỡ vô cùng. Và khi được biết đích danh thủ phạm lại là Ngô sư gia, họ cảm thấy vừa sung sướng vừa ân hận. Sung sướng vì thấy kẻ làm ác chịu quả báo ngay, nhân quả rõ ràng, không sai một mảy. Còn ân hận vì họ không ngờ Ngô sư gia lại là con người hình người, nhưng lòng lại thú như thế. Giác chúng rất cảm động, nhất là khi thấy Ngọc Lam, nhưng Ngọc Lam thì chỉ cười khà, rồi kéo áo Ngọc Lâm, nói: "Sư đệ, bây giờ trở về chùa Sùng Ân, từ nay về sau thanh danh của chú sẽ lừng lẫy muôn phương, ta không thể bị kịp chú. Chú còn dặn dò gì các cô ấy không?" "Hãy đợi tể tướng về để xin người tìm cách cứu Ngô sư gia," Ngọc Lâm nói. "Thôi đi, đó là việc của họ, chú không phải bận tâm." Giờ phút chia ly mới thấm thía làm sao. Khi Ngọc Lam và Ngọc Lâm lên đường, giác chúng và mọi người trong Thiên Hoa Am đều rưng rưng ngấn lệ tiễn họ ra khỏi cửa am đứng nhìn khi họ khuất bóng mới trở về. Sau khi về chùa Sùng Ân được ít lâu, Ngọc Lâm bỗng thấy lòng mình rộn rã tự nghĩ đất nước rộng bao la, nhân dân đông đúc, cứ giam mình trong ngôi chùa cổ thâm u, hẻo lánh thì làm sao tiếp xúc được với đại đa số dân chúng. Đồng thời, thầy cũng nghĩ nhiệm vụ của người xuất gia đã là hoằng pháp lợi sinh, thì tất nhiên phải trau dồi trí tuệ, bồi bổ tinh thần, nếu không hoằng pháp và lợi sinh bằng cách nào? Nghĩ thế nên thầy bỗng nảy ra ý tưởng đi chu du cầu học. Chí đã quyết, Ngọc Lâm bèn gói ghém chút hành lý, rồi mở cửa phòng lên thẳng tịnh thất của Hòa Thượng Thiên Ẩn để xin phép. "Bạch sư phụ, xin sư phụ cho phép con đi các nơi tham học." "Hay lắm, hay lắm, hành trình muôn dặm, chuyến đi này cũng lại vì làm rạng tỏ cho đạo." Vừa nói đến đấy, bỗng Hòa Thượng Thiên Ẩn nhíu mày như có điều gì khúc mắc. "Song, Ngọc Lâm, con vẫn còn có nhiều nạn, con phải hết sức thận trọng mới được. Sau này nếu con làm được một việc gì nhỏ mọn để giúp đỡ chúng sinh đều là do hồng ân của chư Phật, chư Bồ Tát và của sư phụ.
Còn đối với những nỗi khó khăn và gian khổ mà con phải gặp, xin sư phụ đừng quan tâm, vì đường đời vốn gập ghềnh khúc khuỷu. Lần này con ra đi chưa biết bao giờ mới trở lại, vậy xin sư phụ chỉ dạy cho con một đôi điều. Thầy chả có điều gì để dạy cho con cả, con hãy đến hỏi sư huynh con. Ngọc Lâm không dám hỏi thêm, thầy cúi đầu chắp tay bái biệt sư phụ rồi lui ra. Vâng lời sư phụ, thầy đi đến chỗ Ngọc Lam ở. Ngọc Lam mở cửa bước vào căn phòng nhỏ của Ngọc Lam, đưa bàn tay lên ngực. Lạy sư huynh. Không dám, không dám. Ngọc Lam tung chăn ngồi dậy và cười hề hề. Để muốn đi các nơi cầu học, đến để xin phép sư huynh. Đi các nơi cầu học, mà học ở đâu? Chú tu, học nhiều lắm rồi. Chú xem tôi ngày nào cũng chỉ ăn rồi ngủ, hết ngủ lại ăn. Ngọc Lam vừa nói vừa chỉ vào cái chăn nằm vung tí mẹt trên giường. Sư huynh là một bậc Bồ Tát đã ở vào địa vị vô học, không còn gì để học nữa, để đâu dám bị với sư huynh. Ấy chớ, chú đừng nói thế, giờ chú muốn tôi đưa chú qua con sông dài ngập sóng. Không, đệ chỉ mong sư huynh chỉ đường cho đệ ra khỏi bến mê mà thôi. Ngọc Lâm biết sư huynh nói xa xôi vì dùng thiền ngữ, song không hiểu mấy chữ sông dài ngập sóng là chỉ cái gì. Chỉ đường cho chú ra khỏi bến mê. Được, suốt đời tôi chỉ ăn ngủ, chẳng làm gì có ích cho Phật Pháp, bây giờ giúp chú ra khỏi bến mê, bay lên bầu trời nghe. Đây, tôi chỉ có ba cái túi này giúp chú. Ngọc Lâm ngơ ngác. Để dùng làm gì ba cái túi này? Chuyến đi này chú khó tránh được tai nạn, khi gặp những việc khó giải quyết thì ba cái túi này có thể giúp chú thoát khỏi ngõ bí. Khi nào chú gặp nguy hiểm thì mở túi thứ nhất, lúc đến nơi bình an thanh nhàn mà thấy khó xử thì mở túi thứ hai, còn khi nào thấy thắc mắc về tương lai thì mở túi thứ ba, trong đó sẽ có cách diệu dụng vô cùng. Tôi biết chú tuy có trí tuệ siêu phàm có thể biến nguy thành an, song lần này chú đi cầu học, không biết đến bao giờ mới lại được tái ngộ. Tôi không có vàng bạc của cải hay vật gì quý giá để tặng làm kỷ niệm lúc ra đi, tôi chỉ có ba cái túi này tặng chú để chú nhớ rằng chú vẫn còn có một người sư huynh. Dứt lời, Ngọc Lam lùa tay xuống dưới chiếc gối lấy ra ba cái túi nhỏ. Ngọc Lam không ngần ngại đỡ lấy ngay, vì thầy biết rằng sư huynh là người đã có trí hiểu suốt quá khứ và tương lai. Ngọc Lam cáo biệt sư huynh rồi lần lượt đi từ giã mọi người trong chùa, lúc này họ đều kính phục thầy, khi chia tay, ai cũng bùi ngùi và chúc Ngọc Lam lên đường bình an, được như chí nguyện. Năm ấy là năm Kỷ Hợi, đời vua Thế Tổ nhà Thanh là Thuận Trị Hoàng đế năm thứ 16, Ngọc Lâm cất bước vân du, ba tấm cà sa, một chiếc bình bát, Ngọc Lâm đi khắp đó đây, lên đênh như cánh bèo trên mặt nước trôi dạt hết bờ nọ bến kia. Một hôm, sau khi thăm viếng chùa Cao Mân ở Dương Châu, Ngọc Lâm đáp thuyền trở lại Giang Nam. Khi thuyền ra giữa dòng sông thì bỗng mây đen kéo lên dày đặc, gió táp bắt đầu thổi, sóng cuồn cuộn nổi lên, chiếc thuyền buồm nhỏ bé nhấp nhô trên mặt nước, sóng đập vào mạn thuyền, rồi tràn vào trong khoang. Tất cả hành khách trong thuyền đều lo sợ, hãi hùng, kêu la trầm rĩ. Vì muốn biết rõ tình cảnh và đời sống của dân chúng nên vua Thế Tổ nhà Thanh thường cải trang như người lái buôn đi các nơi để quan sát, chính hôm ấy cũng có mặt trong con thuyền đó. Gặp cơn nguy ấy, Thuận Trị Hoàng đế cũng sợ tái người, ông tưởng đâu phen này đến phải xuống thủy cung để gặp Long Hải Long Vương. Trong lúc kinh hoàng bỗng Thuận Trị Hoàng đế nảy ra một ý nghĩ, liền hạ thánh chỉ nói rằng mình là thiên tử cầu đảo trời đất. Và tuyên bố với mọi người trong thuyền là nếu ai cứu được nhà vua qua tai nạn ấy, nhà vua sẽ chia cho người đó một nửa giang sơn đất nước. Khi biết có thiên tử trong thuyền, mọi người vừa sợ vừa mừng, rồi quỳ xuống tung hô vạn tuế, song chẳng ai nghĩ được cách nào để cứu nhà vua cả. Lúc đó, vị lang thang thiền sư Ngọc Lâm đang ngồi trên mũi thuyền, Ngọc Lâm thấy thuyền cứ nhào lên lộn xuống giữa những con sóng bạc đầu, giờ phút ấy, thầy chỉ chuyên tâm niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm mà quên cả sống chết. Ngọc Lâm ngồi ngay thẳng, nhắm mắt dâng trọn đời mình cho Bồ Tát. Trong giây lát, Ngọc Lâm mơ màng như thấy hình tượng của Bồ Tát Quan Âm đang ngồi trong một đám mây, tay cầm nhành dương chi và một bầu nước, mình mặc áo trắng. Ngọc Lâm vội quỳ xuống, Bồ Tát đưa tay chỉ vào chiếc khăn gói của Ngọc Lâm, rồi đám mây dần dần tan biến. Ngọc Lâm sực tỉnh và tự nghĩ không biết trong khăn gói của mình có gì. Suy nghĩ như thế bỗng thầy nhớ trong khăn gói có ba cái túi của sư huynh. Ngọc Lâm tưởng nhớ lúc trao túi cho mình sư huynh có dặn nếu gặp tai nạn nguy cấp thì trong túi đã có biện pháp giải cứu. Hiện giờ không những sinh mệnh mình lâm nguy mà cả nhà vua và hết thảy mọi người trong thuyền đều khó thoát, vậy chính lúc này là lúc mình nên mở chiếc túi thứ nhất ra xem sao. Lập tức Ngọc Lâm mở cái túi thứ nhất, trong túi thầy chỉ thấy một tờ giấy có viết hai chữ miễn triều, nghĩa là khỏi phải chầu. Xem xong thầy chịu không hiểu là ý gì. Ngọc Lâm nhìn kỹ lại phía dưới hai chữ miễn triều thì thấy có hai hàng chữ nhỏ, khi thiên tử qua sông, Tứ Hải Long Vương đến chầu cho nên sóng to gió lớn. Hãy lấy một tấm biển xin thiên tử viết cho hai chữ miễn triều rồi đem treo ra phía ngoài thuyền thì tự nhiên gió bình, sóng lặng. Xem xong,
Trong lòng Ngọc Lâm vô cùng mừng rỡ, lập tức làm theo lời dặn của sư huynh. Ngọc Lâm liền tâu với Thuận Trị hoàng đế, nhà vua cũng rất mừng rồi lấy bút ra, tự tay viết hai chữ Miễn Triều cho treo ra ngoài thuyền. Trong giây lát, quả nhiên mây đen tan hết, mặt trời hiện ra và nước sông trở lại phẳng lặng. Mọi người trong thuyền đều quỳ xuống trước Thuận Trị hoàng đế, tung hô vạn tuế, rồi quay sang lễ bái Ngọc Lâm để tỏ lòng tri ân người đã cứu mình. Ngọc Lâm bây giờ mới hiểu ý câu nói của sư huynh bảo đưa thầy qua con sông dài ngập sóng là ám chỉ biến cố ngày hôm nay. Lòng thán phục của Ngọc Lâm đối với sư huynh Ngọc Lam đã đến cực điểm. Sau khi hỏi pháp hiệu và sư trưởng của Ngọc Lâm, Thuận Trị hoàng đế chỉ nhìn thầy rồi cười. Ngay hôm ấy nhà vua mời Ngọc Lâm cùng về kinh để Ngọc Lâm ở bên cung Tây Uyển. Nhà vua ân hận là được gặp Ngọc Lâm quá muộn. Thuận Trị hoàng đế đến cung Tây Uyển nói với Ngọc Lâm: lúc ngộ nạn, quả nhân có hứa sẽ chia đôi giang sơn. Hiện giờ quả nhân muốn thực hiện lời hứa ấy. Bệ hạ, người tu hành là người muốn giải thoát, chỉ ba tấm áo và một chiếc bình bát là đủ rồi, có làm gì đến đất đai. Xin bệ hạ đừng băn khoăn về điều đó, ngày mai Ngọc Lâm lại muốn lên đường vân du. Pháp sư đã từ chối việc ấy, vậy quả nhân và dân chúng trong toàn quốc xin tôn thờ pháp sư làm bậc quốc sư. Không dám, không dám, Ngọc Lâm này tuổi còn trẻ lại ít phúc đức, không xứng đáng với ân sủng đó. Các bậc cao tăng trong nước còn nhiều, xin bệ hạ hãy xét lại. Pháp sư tuy ít tuổi song đạo đức và học thức đầy đủ. Trong Phật Pháp có câu, căn cứ vào Pháp chứ không căn cứ vào người. Nếu pháp sư không có phúc đức và trí tuệ của một bậc Bồ Tát thì làm sao có thể cứu quả nhân thoát nạn. Không dám giấu bệ hạ, đó là hoàn toàn nhờ sư huynh Ngọc Lam tôi đã chỉ cách. Bệ hạ muốn vì dân vì nước mà tìm thầy, trước hết nên tìm đến sư huynh tôi. Ngọc Lâm cứ thực tình đem cách thức trong cái túi thứ nhất nói cho Thuận Trị hoàng đế biết, nhưng không đả động gì đến cái thứ hai và thứ ba. Quả nhân có duyên với pháp sư, mong pháp sư đừng từ chối. Thấy Thuận Trị hoàng đế quá thành khẩn, hơn nữa vì tương lai của Phật giáo và tăng độ nên cuối cùng Ngọc Lâm đành phải nhận. Thầy tự nghĩ cầu cạnh vinh hoa danh lợi là ham đắm, nhưng bỏ vinh hoa danh lợi là cố chấp, cần nhất là được nó không mừng mà mất nó cũng không buồn. Xưa nay đối với danh lợi, Ngọc Lâm vốn lạnh nhạt. Thầy chỉ mong giúp đỡ được chúng sinh, có ích cho Phật giáo, thế là thỏa mãn rồi. Sau khi được Ngọc Lâm nhận lời, Thuận Trị hoàng đế liền hạ chiếu chỉ cho toàn quốc, trong đó kể rõ việc nhà vua thoát nạn và hạ lệnh cho nhân dân toàn quốc. Ngày suy tôn quốc sư, nhà nào cũng phải bày hương án để vọng bái. Đúng canh năm hôm ấy nhà vua sẽ đích thân cầm đầu các triều thần văn võ và nhân dân đến làm lễ quốc sư. Vương Tể Tướng là người đầu tiên nhận được thánh chỉ. Sau khi xem thánh chỉ, Vương Tể Tướng hết lấy làm lạ và hết sức nghi ngờ, ông tự hỏi không biết vị quốc sư ấy là ai. Thánh thượng cải trang ra đi mới về mấy hôm nay, nghe nói ngài có đem theo một vị sư trẻ tuổi cùng về, có lẽ nào ngài lại suy tôn vị sư trẻ tuổi ấy làm quốc sư. Vương Tể Tướng được Thuận Trị hoàng đế cho phép vào yết kiến quốc sư trước. À, thầy Ngọc Lâm. Thật là một việc hoàn toàn ngẫu nhiên khiến Vương Tể Tướng không khỏi có điểm đường đột, song liền sau đó ông cũng biết là mình đã thất lễ, mới vội đổi câu nói. Không, quốc sư, thần, Vương Thừa Tướng xin bái kiến. Tướng gia, xin miễn lễ, mời tướng gia ngồi đây. Ngọc Lâm cũng lễ phép chắp tay hỏi han và không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Vương Tể Tướng nghĩ đến lúc đầu đến chùa Sùng Ân xin với Ngọc Lâm vào làm rể trong tướng phủ, trên nét mặt có ý thẹn và trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng. Ngọc Lâm thì tự hồ như đã quên hết quá khứ, những năm tháng và những việc đã xảy ra không còn làm cho thầy bận tâm. Sau cùng, Vương Tể Tướng kính cẩn ca ngợi Ngọc Lâm và cho rằng con gái ông đã được Ngọc Lâm khuyến khích đi xuất gia, cũng được thầy tự tay thế phát cho là một vinh dự vô song. Ngọc Lâm vẫn còn lo lắng cho Ngô sư gia, nên hỏi: tướng gia, việc Ngô sư gia sau xử ra sao? Tội Ngô sư gia đáng chết. Sau khi nhận được tin giác chúng cho biết là sư phó bị bắt quan, tôi vội thu xếp công việc để về Thiên Hoa Am, song hôm sau lại được tin nói là Ngô sư gia phạm tội, tôi liền hạ lệnh bảo quan huyện Nghi Hưng trừng trị cho thích đáng. Nhưng mấy hôm sau thì Ngô sư gia lâm bệnh và chết trong ngục, làm ác thì gặp ác ngay. Song chỉ hiềm là vì tôi dùng người không sáng suốt, đến nỗi làm phiền lòng sư phó nhiều, xin sư phó tha thứ. Úi chao, Ngọc Lâm than dài. Vì tôi nên Ngô sư gia mới phạm tội. Vương Tể Tướng cáo từ Ngọc Lâm. Thuận Trị hoàng đế chọn ngày mồng ngày 8 tháng 4 là ngày Phật đản để làm lễ suy tôn quốc sư. Đêm hôm trước Ngọc Lâm không thể nào ngủ được, lúc thì ngồi tham thiền, khi thì niệm Phật, song lòng thầy cứ bồn chồn không yên. Thầy tự nghĩ sáng mai thầy sẽ phải nhận sự lễ lạy của hoàng đế và hàng vạn dân chúng, như thế sẽ tổn đức của thầy. Thầy cứ lo ngại về vấn đề đó hoài, cuối cùng, thầy nhớ đến lời của sư huynh là khi đến nơi bình an thanh nhàn thì mở cái túi thứ hai, trong đó sẽ có biện pháp giải quyết mọi băn khoăn. Ngọc Lâm mừng rỡ, mở túi ra thì thấy một pho tượng Phật Thích Ca nhỏ và rất xinh xắn,
ngoài ra không thấy vật gì khác. Thấy pho tượng, Ngọc Lâm hiểu ngay ý của sư huynh bảo thầy sáng mai, khi hoàng đế và nhân dân đến lễ, đặt pho tượng lên bàn, trước mặt thầy để họ lễ Phật, như thế sẽ không tổn đức. Lúc ấy Ngọc Lâm mới yên lòng ngủ được, trong cung cảnh dương tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ thượng triều, Ngọc Lâm ra trước triều đình để nhận lễ của hoàng thượng và thần dân. Thuận Trị hoàng đế gia phong danh hiệu cho Ngọc Lâm là Đại Giác Phổ Tế Tăng Nhân Ngọc Lâm Quốc Sư. Sau khi được phong bái, Ngọc Lâm Quốc Sư lại trở về cung Tây Uyển. Cuộc sống trong hoàng thành dĩ nhiên là thảnh thơi vô cùng, song cũng do đó mà Ngọc Lâm Quốc Sư lại sinh ra hoài nghi. Hiện giờ ngài đã thành quốc sư, ai cũng nhận rằng danh vọng của ngài đã đến cực điểm, nhưng ngài lại nghĩ khác. Sống cuộc đời an nhàn đầy hưởng thụ trong hoàng cung đối với Phật giáo và chúng sinh có lợi ích gì không? Do đó, một vấn đề lớn lao phát sinh trong trí não ngài, đồng thời, ngài lại nhớ tới cái túi thứ ba của sư huynh, liền mở ra coi thì thấy bốn chữ, hoàng pháp, lợi sinh. Ngài tự nghĩ, việc hoàng pháp lợi sinh ai mà không biết. Sư huynh quá khinh thường mình, chính lúc đang nghĩ như thế, ngài lật trái tờ giấy thì thấy bên kia viết một chữ đi thật to. Sau khi nhìn vào chữ đi, lòng ngài hoảng sợ, biết rằng sư huynh bảo ngài lúc này là lúc phải đi để thực hiện chí nguyện của mình. Ngài, Ngọc Lâm Quốc Sư, bắt đầu lãnh trách nhiệm hoàng pháp, lợi sinh từ đó. Tên tuổi của ngài như vận thái dương chiếu rọi vào lòng người, pháp âm của ngài cũng như trận gió xuân hòa dịu đem sinh khí và hy vọng về cho vạn vật. Hoàng đế, tể tướng, giác chúng và thần dân trong toàn quốc đều sùng bái, kính ngưỡng ngài.